Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Thượng viện sẽ bỏ phiếu dự luật cứu trợ COVID-19 tuần lễ này. Lãnh tụ đa số Thượng viện, nghị sĩ Mitch McConnell thông báo Thượng viện sẽ bỏ phiếu cho dự luật cứu trợ kinh tế của đảng Cộng hòa vào ngày thứ Năm tuần này. Đây sẽ là cuộc bỏ phiếu chính thức đầu tiên tại Thượng viện liên quan đến việc cứu trợ khủng hoảng vì COVID-19 từ tháng 3 cho đến nay. Dự luật mới được cho là mang tính tập trung hơn trong việc cứu trợ kinh tế và có thể sẽ ít hơn so với đề nghị 1.000 tỷ Mỹ Kim trước đây của đảng Cộng hòa. Theo phiên bản dự luật được tiết lộ cho truyền thông, Quốc hội sẽ cấp 105 tỷ Mỹ Kim cho trường học và giảm thuế trong vòng 2 năm, đồng thời cấp 29 tỷ Mỹ Kim cho các dự án nghiên cứu vaccine và 16 tỷ cho các chương trình xét nghiệm. Dự luật cũng đề nghị cấp 300 tỷ Mỹ Kim một tuần cho người thất nghiệp. 300 Mỹ Kim cho người thất nghiệp, đồng thời cấp thêm tiền cho chương trình hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ Paycheck Protection Program và có thể sẽ xóa nợ cho các cơ sở này. Hiện tại một số người đang nhận được tiền trợ cấp 300 Mỹ Kim một tuần nhờ sắc lệnh của Tổng thống Trump. Tuy nhiên số tiền này chỉ được cấp trong thời gian ngắn và chương trình này cũng đang sắp hết ngân sách. Phòng Thống kê Lao động cho biết tỷ lệ thất nghiệp của người Hoa Kỳ đã giảm xuống 8.4% trong tháng 8, thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay. Tuy nhiên, không giống như các đề nghị trước đây của đảng Cộng hòa, dự luật mới không nhắc đến việc trả thêm một đợt tiền 1.200 Mỹ Kim cho người dân Hoa Kỳ. Do không được ủng hộ từ phía Dân Chủ, dự luật của đảng Cộng hòa sẽ khó có thể được thông qua Thượng viện do không có đủ số 60 phiếu cần thiết. Đảng Dân Chủ trong thời gian qua vẫn nói rằng 1.000 tỷ là không đủ để giúp cho người dân vượt qua khủng hoảng và đòi tăng giá trị dự luật cứu trợ lên 2.000 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, đảng Cộng hòa cho rằng mức chi phí này là quá cao, trong khi tổng số nợ quốc gia của Hoa Kỳ hiện đã vượt trên quy mô nền kinh tế. Có triển vọng đạo luật trợ giúp COVID-19 được thông qua. Kính thưa quý vị, Trưởng khối thiểu số Dân Chủ Thượng viện ông Chuck Schumer vào hôm thứ Tư 9 tháng 9 nói rằng ông tin là có triển vọng Quốc hội sẽ thông qua được một đạo luật trợ giúp COVID-19 và tiên đoán rằng phía đảng Cộng hòa sẽ bị áp lực của dân chúng để phải có hành động. Khi được hỏi, ông có tin rằng một đạo luật sẽ được thông qua trong hoàn cảnh có khác biệt lớn lao giữa phía Dân Chủ và Cộng hòa hay không? Thượng nghị sĩ Schumer khẳng định rằng có và cho biết thêm rằng phía Cộng hòa sẽ cảm thấy áp lực của dân chúng cũng như phía Dân Chủ không chấp nhận một biện pháp giúp đỡ quá yếu kém. Theo lời ông Schumer, trước đây thì phía Dân Chủ không chịu chấp nhận một đạo luật quá yếu kém, không đáp ứng được nhu cầu của người dân và họ phải thay đổi. Lần này có nhiều triển vọng là phía Cộng hòa cũng sẽ thay đổi. Kính thưa quý vị, hãng dược Pfizer kỳ vọng sẽ có vaccine COVID-19 vào giữa tháng 10. Hãng dược Pfizer của Hoa Kỳ và hãng công nghệ sinh học BioNTech của Đức cho biết loại vaccine ngừa COVID-19 của họ có thể sẽ được phê chuẩn vào giữa tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Ông Ugur Sahin, giám đốc điều hành và đồng sáng lập hãng BioNTech vào hôm thứ Ba cho biết các thử nghiệm cho thấy rằng vaccine hoạt động rất tốt. BioNTech và Pfizer đang hợp tác phát triển loại vaccine ngừa COVID-19 tên là BNT162. Hai công ty cho biết họ dự định cung cấp 100 triệu liều BNT162 cho tới cuối năm nay và khoảng 1.3 tỷ liều vào năm sau. BNT162 của BioNTech và Pfizer là một trong số 34 loại vaccine hiện đang được thử nghiệm lâm sàng trên toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết. Trong khi đó, thì vaccine COVID-19 của Oxford bị hoãn sau khi có một người thử nghiệm bị ốm không rõ nguyên nhân. Hôm thứ Ba 8 tháng 9, nhà sản xuất dược phẩm AstraZeneca cho biết họ đã tạm dừng các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine COVID-19 do Đại học Oxford phát triển sau khi có một người tham gia vào cuộc nghiên cứu ở Anh bị bệnh không rõ nguyên nhân. Công ty AstraZeneca tuyên bố, sau khi kích hoạt quy trình đánh giá tiêu chuẩn, chúng tôi quyết định tạm dừng việc tiêm chủng thử nghiệm. Chúng tôi cũng cho phép một ủy ban độc lập đánh giá tính an toàn của chế phẩm này. Đây là quy trình bình thường
nếu vaccine gây ra tác dụng phụ chưa rõ nguyên nhân ở một trong những người tham gia thử nghiệm. Trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ bảo đảm duy trì tính toàn vẹn của các cuộc thử nghiệm trước đó. Việc tạm dừng ảnh hưởng đến một nghiên cứu bắt đầu vào tuần trước ở Hoa Kỳ nhằm thu hút 30.000 người với sự tài trợ của các cơ quan liên bang. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump cân nhắc chi 100 triệu Mỹ Kim tiền túi cho chiến dịch tái tranh cử. Tổng thống Trump cho biết vào hôm thứ Ba rằng ông đang cân nhắc rót thêm 100 triệu Mỹ Kim từ tài sản cá nhân cho chiến dịch tái tranh cử để đánh bại đối thủ đảng Dân Chủ. Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại căn cứ Andrews trước khi tới Florida và North Carolina để vận động tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Tổng thống tuyên bố rằng chiến dịch của ông cần chi nhiều tiền hơn trước để chống lại những gì ông mô tả là thông tin sai lệch do các đảng viên Dân Chủ và báo chí đưa ra về việc chính quyền của ông đối phó với đại dịch COVID-19. Nếu chúng tôi cần thêm bất cứ điều gì, tôi sẽ đích thân đưa ra, giống như tôi đã làm trong cuộc bầu cử sơ bộ lần trước. Tổng thống Trump nói với các phóng viên, đề cập đến số tiền mà ông đã bỏ ra cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình. Tiếp tục phần tin Hoa Kỳ. Tổng giám đốc Bưu điện Detroit sẽ hợp tác với cuộc điều tra của Quốc hội. Chánh văn phòng tòa bạch ốc Mark Meadows vào hôm thứ Ba lập luận rằng cuộc điều tra của Hạ viện đối với Tổng giám đốc Bưu điện Louis Detroit có động cơ chính trị, nhưng vẫn cho thấy ông Detroit sẽ hợp tác với cuộc điều tra. Ông Meadows nói với các phóng viên tại tòa bạch ốc, đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của Quốc hội trong việc dàn xếp một cuộc điều tra sau 60 ngày kể từ cuộc bầu cử tổng thống. Ông Detroit đã bị giám sát chặt chẽ trước cuộc bầu cử tháng 11 trong bối cảnh lưỡng đảng phản đối kịch liệt về những thay đổi tại dịch vụ bưu điện có thể cản trở việc gửi và trả lại các lá phiếu qua thư. Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Carolyn Maloney vào tuần trước đã ban hành trác hầu tòa cho ông Detroit về các tài liệu liên quan đến những cải cách gần đây tại dịch vụ bưu điện. Kính thưa quý vị, Orange County được mở thêm cơ sở thương mại. Quận Cam đã được dời từ vùng tím lên vùng đỏ trong hệ thống xếp hạng COVID-19 của tiểu bang vào ngày thứ Ba, cho phép các cơ sở kinh doanh và cơ sở tôn giáo được mở cửa lại, nhưng chỉ được nhận số người ở mức hạn chế. Bác sĩ Clayton Chow là giám đốc sở y tế quận Cam đã ban hành hướng dẫn mới về cách mà các cơ sở kinh doanh có thể mở cửa lại. Theo đó, các rạp phim, nhà hàng và cơ sở tôn giáo có thể bắt đầu hoạt động trong nhà với một số điều chỉnh và chỉ được nhận số người bằng 25% sức chứa hoặc tối đa 100 người, tùy theo con số nào ít hơn. Trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ cũng được mở cửa, nhưng số người được giới hạn ở mức 50% sức chứa và các đại sảnh công cộng trong các trung tâm mua sắm phải tiếp tục đóng cửa. Tiệm làm tóc và các dịch vụ chăm sóc cá nhân có thể hoạt động trong nhà với một số điều chỉnh. Các phòng gym cũng được hoạt động trong nhà với một số điều chỉnh và số khách được giới hạn ở mức 10% sức chứa. Vào ngày thứ Ba, Orange County báo cáo có thêm 151 ca nhiễm COVID-19 và 3 ca tử vong, nâng tổng số tại quận hạt lên 49.996 ca nhiễm bệnh và có 1.056 người đã tử vong vì dịch COVID-19. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5 và Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam cũng như giải trí.